các bạn nha. Hôm nay đã không ai luôn ạ. Gió cũng không được lớn, dân kêu nhỏ. Con này đang phong xuống chỉnh lều. Cái cấp dữ. Chỉnh lều rồi. Cắt lên ạ. Đèo lại rồi cái nữa coi. Lên cầm nhà thả. Cánh đồng mới nhưng mà cái bữa mình có thả rồi. Gió lại quá, cánh đồng này thả đã luôn, quá rộng.
đây đứt văng à, chưa thả nữa. Nhiều này bự lắm á, mà đo xa quá thì nhỏ, rộng 300 m thấy còn nhỏ, này tới 6 cũng to lắm. Quá đẹp. Đây là đường lộ xe chạy đây. Đây lên lộ đó là khoảng 400 m. Xíu luôn. Còn bức văn đây mới thả lên là bức văn rồi. Vì văn mới cả quá chứ. Bức ngọt tư
sát đường. Rồi thôi video bên đây kết thúc các bạn à. Này thả có hai con à, gió yếu quá. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi. Chào tạm biệt.